Thưa quý vị, thời gian gần đây trên các trang mạng đã chia sẻ hình ảnh người đàn ông U80, dáng người nhỏ gầy, mái tóc dài bạc trắng được buộc gọn phía sau với chiếc xe phân khối lớn đi trên những cung đường bên Tây Tạng, Trung Quốc. Điều đặc biệt là người đàn ông này vừa có hành trình 41 ngày đêm, chinh phục gần 14.000 km bằng con ngựa chiến Honda 500cc của mình. Và 5 năm trước thì chiếc xe này đã cùng ông chinh phục 39 quốc gia của hai châu lục Á và Âu. Nhân vật có chuyến đi phượt dài ngày trên những cung đường nguy hiểm này là ông Trần Lê Hùng, 71 tuổi, hiện đang sinh sống tại Hà Nội và là một kỹ sư đã tốt nghiệp Đại học Bách Khoa. Vào ngày 14 tháng 6, ông Hùng rời khỏi Việt Nam, chính thức bước vào giấc mơ mang tên Tây Tạng, Trung Quốc, cùng với chiếc Honda 500cc băng qua những con đường hiểm trở. Ông Hùng cho biết là ông thích đi phượt từ thời trẻ và từng gắn bó với chiếc xe 67, tức là chiếc Honda 67 từ năm 1976 qua mọi cung đường ở Việt Nam, từ cực Bắc và cực Nam. Với con ngựa chiến cũ kỹ ấy thì ông đã có những chuyến đi đầu tiên sang Lào. Ngày trẻ, vợ chồng ông Hùng đã cùng nhau đi phượt lên Hà Giang, Lũng Cú, Cao Bằng trên con xe 67 này. Trước khi thực hiện hành trình Tây Tạng, Trung Quốc, ông Hùng đã thực hiện được chuyến đi hơn 45.000 km qua 39 quốc gia, xuyên qua hai châu lục là Á và Âu để thăm trường cũ đã từng học tại Nga. Ngày đó thì khi đi qua Trung Quốc, ông đã bị thu hút bởi vẻ đẹp nguyên sơ của cao nguyên Tân Cương, Thanh Hải, nhưng lại chưa thể ngắm kỹ phong cảnh đẹp mê hồn này vì phải đi cho kịp thời gian của đoàn. Ông ước có thể quay lại đây một lần nữa để được đắm mình trong khung cảnh hùng vĩ của Tây Tạng. 41 ngày đêm trên xe mô tô qua những đường cua gấp khúc trên cao nguyên Thanh Hải, Tây Tạng, Trung Quốc. Vào chiều 24 tháng 7, thì ông Hùng đã có mặt tại Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, đăng bài đầu tiên để gửi lời chào, lời cảm ơn tới gia đình và bạn bè để biết mình đã trở về bình an. Thưa quý vị, phượt là cả hành trình, là chuyến đi cần sự dẻo dai, sức khỏe và ý chí cao. Với độ tuổi U80 thì sự thách thức lại càng khó khăn hơn rất nhiều. Vậy để quý vị rõ hơn về hành trình phượt Tây Tạng, Trung Quốc và những kỷ niệm trong chuyến đi, chúng tôi đã có kết nối trực tiếp với ông Trần Lê Hùng ở Hà Nội. Xin mời trường quay kết nối. Cảm ơn ông đã tham gia cuộc trao đổi với chúng tôi ngày hôm nay. Thưa ông, là cơ duyên nào đã mang ông đến với danh xưng là phượt thủ và là một trong những phượt thủ cao tuổi nhất Việt Nam? Cơ duyên đưa tôi đến phượt thì có thể nói là tôi đã đi xe từ những năm tôi 19 tuổi, đã đi cái xe phân khối lớn rồi, là của cơ quan. Do vô tình một lần tôi đẩy xe cho anh bạn tôi không lổ được, đến khi tôi lên lái thì là lổ luôn, thế là tôi phóng một mạch từ Chùa Hương về Việt Nam, về Hà Nội. Những cái cơ duyên chính là một lần tôi nhìn thấy một cái ảnh của Trần Đặng Đăng Khoa, người đi vòng quanh thế giới đó. Có một bức ảnh, cái xe Uy của anh ấy, ở trên cái cánh đồng vải hương đẹp vô cùng, nằm trên con đường mòn. Thế bất chợt tôi bảo, ôi dồi, mình mà vác là con xe 67 của mình đến những cái chỗ thế giới đẹp như này thì còn gì bằng nữa. Giá như mà vác con xe này đến chụp ở các cái cánh đồng ở bên Nga cũng đẹp lắm. Thì đấy chính là cơ duyên đầu tiên đưa tôi đi, và tôi sau chuyện đó là tôi đi Lào, chuyến đầu tiên sang nước ngoài đấy. Thời gian qua thì chắc hẳn ông đã có những chuyến đi phượt đầy thú vị và đáng nhớ. Vậy thì ông có thể chia sẻ cho khán giả của VTC được biết là hành trình đầy cảm xúc ấy như thế nào được không ạ? Cái khó khăn nhất của cung đường Tây Tạng này là đường đi khó khăn lắm, cực kỳ gian truân. Tôi không nghĩ nó cũng sẽ đơn, tôi nghĩ nó đơn giản, nó không phải đơn giản, nó khó thì như lần trước đi Trung Á thôi. Cũng đi hết Trung Quốc rồi. Nhưng lần này thì thực lòng mà nói thì nó khác hẳn. Nó khó khăn gấp bội. Có những cái đoạn mà từ Việt Nam mà đi qua Lào tôi tưởng là ngon lắm. Tôi đi qua Lào 3 lần rồi. Nhưng lần này đi gian truân vô cùng. Đường Lào đi cũng rất khó khăn. Đi qua được Lào đó là cảm chiến tích. Sang đến Trung Quốc thì đi lên Tây Tạng là cái độ cao. Nói là rất lớn. Cung đường đi thì khó khăn là vì có một đường độc đạo đi lên Tây Tạng thôi. Hàng trăm phương tiện di chuyển trên cái đường đó. Mà không ai có thể lách lổ cái cung đường đó cả. Mà tôi thì lại đi không cái cách nên là đi theo cái việc đi theo Ấn Độ. Đi dọc Ấn Độ mà đi lên. Mà đi vào lõi Trung Quốc. Đi qua tất cả đến 8 tỉnh. Rồi bắt đầu từ cái đấy mới vòng về đường Tây Tạng từ phía trên. Để vòng về phía Ấn Độ. Nepal ấy, để vòng về Việt Nam. Thì cái
khó khăn, tức là cái cây số tôi phải trải qua nó nhiều hơn. Thế mà cảnh sắc kia tôi cũng được thưởng thức nhiều hơn. Thế còn nếu mà nói rằng khó khăn nhất mà trong chuyến này đối với tôi ấy, là phải chịu đựng cái thời gian đi quá dài. Thứ nhất là vì trình độ tôi đi thì tôi cũng xác định là mình có tuổi, không thể đi nhanh như mọi người được. Thế thì muốn đi nhanh thì phải có sức khỏe, có trình độ, mà tôi để an toàn thì tôi buộc phải đi vừa vừa thôi. Đi ở sức của mình, để vì đi xe máy này nếu có xảy ra thì mình thiệt, chứ còn chẳng ai đỡ cho mình được cả. Cho nên là tôi cũng đi di chuyển ở mức độ tức là rất khẩn trương nhưng phải đảm bảo an toàn cho mình. Và cung đường nó khó, chạy người ta chạy 5 tiếng thì tôi phải chạy đến 6 tiếng 7 tiếng. Thế và đặc biệt đi lên Tây Tạng thì không thể, là anh nào là muốn đi một ngày bao nhiêu thì đi, đã lên Tây Tạng nó có thời gian quy định thôi, trong 15 ngày anh phải đi hết Tây Tạng thì ông nào cũng phải đi trung bình ngày 400 500 cây. Thế có những ngày phải thậm chí đi đến bảy hơn 700 cây, mà 700 km trên đường Tây Tạng là một lỗi khủng khiếp luôn, chạy xuyên đêm, chạy đến 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 22 tiếng cho một ngày, chạy đến gần sáng mới về đến khách sạn, mà không phải là muốn ở lại cũng được, phải về khách sạn để tập trung với cả đoàn, ngày mai mới thể đi tiếp được. Đấy, đi Tây Tạng thì khó nhất là anh không thể đi theo lịch của anh được, đã lịch đăng ký từ trước ngày giờ nào đến đâu là phải đến, còn đi theo đoàn nữa mà cũng phải đảm bảo thời gian như vậy thì sau 15 ngày mới ra khỏi Tây Tạng được, mới đi đủ điểm được. Mà là còn muốn ngắm cảnh chỗ đó đẹp thì còn phải chụp ảnh, lại còn đứng thưởng thức, lại còn ăn buổi trưa, thế rồi lúc buồn ngủ quá thì phải dạt ra đường mà nằm ngủ chứ không thể tai nạn. Chính vì vậy mà nó kéo dài. Nhưng mà tôi cho rằng cái việc đi Tây Tạng, việc kéo dài thì phải chấp nhận thôi, bù lại tất cả những gì anh được hưởng trên đường thì nó cũng xứng đáng. Thế thì còn cái gian truân thì nhiều lắm. Thời tiết thì có thể nói rằng là một vượt thủ phải đối chọi với một ngày bốn mùa, xuân hạ thu đông, hưởng luôn cả 4 ngày luôn, 4 mùa trong một ngày. Ở dưới chân đèo nó nắng chang chang, nắng đến 40 độ vẫn để mặc nguyên quần áo như thế mà chạy. Lên đến đỉnh đèo thì nó âm, tuyết rơi, nhiệt độ về đêm thì nó còn khủng khiếp nữa. Chính như thế mà cứ gọi là đi Tây Tạng một ngày đã hưởng cả 4 mùa rồi, xuân hạ thu đông hưởng hết, mà anh không chấp nhận, không chịu được thì không được. Thế mà đặc biệt lên Tây Tạng cái đoàn tôi ấy, tôi thấy tất cả đoàn ông nào cũng nói với nhau là máu mũi chảy hết, cứ thò tay vào ngoái và xịt mũi là ra máu hết. Ở cái độ cao đó môi thì lứt và máu, cứ hỏi thế mày có sao không, nên là em có sao không, bảo cháu bấy này chảy máu mũi rồi. Nhưng mà tôi chảy máu mũi rồi hàng đến xuống Tây Tạng hàng tuần sau nó mới liền, cứ sáng xịt ra là mũi máu, toàn là mũi ở trong, máu ở trong mũi rồi. Nhiều người bị như thế đó, vì lên độ cao áp lực nó mạnh quá thì các mao mạch nó chảy. Thì độ cao, không khí loãng, thời tiết khắc nghiệt, quãng đường di chuyển nhiều và phải về điểm tập trung đúng hạn, làm những cái khó khăn của những người phải chấp nhận đi Tây Tạng, phải gánh, phải chấp nhận. Có thể nói đúng, nếu không có sức khỏe thì không thể đi Tây Tạng được. Cái sức khỏe đây không phải một lúc một nhát, sức khỏe đây nó kéo dài cả một hành trình. Đã bước vào đất Trung Quốc, đường đi dù có thế nào chăng nữa cũng là lên đèo xuống đèo, nó không khác gì mình đi từ đây lên đến cột cờ Lũng Cú, mà chẳng thể nói là nó đường bằng được, nó cứ vòng vèo thế cả một cái hành trình hàng tháng giờ như thế. Thế thì sức khỏe để ngồi trên xe được ngày trung bình những người đi Tây Tạng ấy, đi bằng xe máy thì khó mà dưới 10 tiếng, phải đảm bảo trung bình 7, 8, 9, 10, thậm chí trên 10 tiếng. Chứ nếu không độ bền thì chịu thế nào rồi 10 tiếng. Nó có phải ngồi đường đẹp đâu, đường lắm chỗ nó khó khăn đến mức độ mà không đứng lên mà đi là chỉ có chờ trực ngã thôi. Đường nó có những đoạn đá dăm nó sóc, đá nó to mà nó lẩy như long cả. Thậm chí chạy một lúc mình cảm thấy cái con người của mình nó gần như nhảy ra ngoài. Nó sóc đến mức độ thế, không chịu nổi. Nhưng mà vẫn phải cắn răng mà đi, thế thì không có sức khỏe là không thể đi được. Và những anh mà không chịu được độ cao thì thậm chí lên đến giữa chừng phải bỏ cuộc mà về. Thế những người mà mạch máu nó phồng cả lên trên đầu, lên độ cao trên thì chịu được nữa, phải về. Thế thì sức khỏe và cái gọi là cái độ lọc không khí, độ lấy oxy ở trên độ cao nó phải chịu đựng được.
thì mới lên Tây Tạng được, và phải chấp nhận thời tiết thay đổi liên tục, lắng lóng mưa gió. Mà đi Tây Tạng là đừng bao giờ có khái niệm mưa là chú vào đâu nhé, không bao giờ có việc chú vào đâu, mưa vẫn mặc quần áo chạy, lắng đến đâu cũng vẫn mặc quần áo và chạy để đảm bảo thời gian mà. Đấy, đấy là những khó khăn. Được biết là Phượt cần có sức khỏe dẻo dai, tinh thần kiên định với mọi thách thức và tình huống. Vậy với người đã vào ngưỡng tuổi U80 thì ông đã chuẩn bị hành trang về sức khỏe cũng như mọi thứ để đảm bảo tốt hành trình của mình như thế nào? Việc đầu tiên đi Tây Tạng thì trước lúc khởi hành, anh phải tự nghe ngóng cơ thể anh là sức khỏe của anh có bị cái bệnh gì lan đi không, đặc biệt là về phổi có vấn đề gì không, và cái hàng ngày của anh có chịu đựng được các cái công việc hàng ngày của anh mức độ nào. Đấy là về sức khỏe. Cái thứ hai nữa, bản thân tôi thì vẫn cứ bơi hàng ngày, mùa đông cũng như mùa hè tôi vẫn giữ được cái sức đều đều, kể cả 5 độ, kể cả 7 độ, 10 độ là tôi ngày là không một ngày là vắng mặt cả, vẫn bơi dưới hồ, vẫn luyện tập thể thao. Và tôi dùng cái cách tôi hay thiền định, khi bơi lên thì tôi ngồi im lặng ở trên hồ, tức là gọi là thiền thôi, ta cứ gọi là tôi ngồi im lặng. Ngồi im lặng nhiều năm rồi, mà các cháu tôi đi bơi trên hồ với tôi, hôm nào nó muốn đi ăn ấy, nó cứ bảo ông ơi, hôm nay ông đừng có mơ nữa nhá, vì nó thấy tôi ngồi đó, ông ngồi làm gì mà ông ngồi ông mơ. Thì nó còn đã quen từ bé, nó bảo ông ơi hôm nay ông đừng mơ nhá, bơi xong lên rồi đi luôn chứ không ông mơ lâu lắm. Thì cái thiền định nó đem lại sức khỏe tôi rất tốt. Và để đảm bảo sức khỏe, ăn uống thì tôi cho con là ăn uống là một môn cực kỳ quan trọng, đặc biệt là lứa tuổi tôi. Ăn như thế nào, ăn thực phẩm gì, thế và có lên ăn quá sức mình không, không ăn no. Điều động lại trong ông qua mỗi chuyến đi là gì, và ông muốn truyền tải thông điệp gì qua những hành trình Phượt tới quý vị khán giả đang theo dõi không thưa ông? Tôi thấy mỗi lần tôi đi những chuyến xa về thì tôi thấy khỏe lên. Đấy là một cái rất 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 thú vị. Tôi thấy tôi đang tồn tại và được thưởng thức ở cái lứa tuổi mà nhiều người đã ốm đau mà mình vẫn còn được thưởng thức như vậy, làm niềm hạnh phúc. Người ta thì nói xin lỗi, nằm trên giường bệnh thở không xong. Bạn bè tôi nhiều người lắm mà mình còn được đời cho đi thế này. Thứ nhất mình ơn trời, nhưng mình cũng phải gìn giữ sức khỏe để có được cái hưởng thụ này. Thế thì qua mỗi chuyến đi, các cụ nói một câu: đi một đàng học một sàng khôn. Ví dụ nhiều người nghĩ được tuổi 70 rồi còn học cái gì, không, đừng nhầm. Chuyến này đi với tôi là một thu nhập rất lớn. Tâm hồn tôi cảm thấy thư giãn hơn. Và thật lòng chuyến đi lên Tây Tạng này, những năng lượng tích cực của vùng Tây Tạng nó đặc biệt. Nó làm cho con người tôi có một gì đó nhìn cuộc sống một cách rất rất bình tâm và thấy yêu đời hơn. Và thấy rằng nếu điều kiện đến, duyên trời cho đi, còn sức khỏe, tôi vẫn tiếp tục đi chứ không phải là dừng lại. Vì chỉ khi còn đi được trên đôi chân của mình, còn thở được bằng chính cái buồng phổi của mình và được ngắm nhìn, được thưởng thức, tức là các cụ nói còn đau khổ, còn sung sướng, đấy là hạnh phúc của tuổi già. Không thể cái gì thay thế được. Cho nên đi, tôi thấy đi khỏe lên và đầu óc tôi sảng khoái ra và tôi vẫn còn mở mang được tri thức. Tôi muốn truyền đạt đến cái thông điệp tới các vị khán giả, tới tất cả các bạn lứa tuổi như tôi, thì việc đi nhiều hay ít không làm cho các bạn yếu đi. Tôi khẳng định nếu các bạn đi thì trước khi đi tâm hồn các bạn đã đi rồi, tất cả các sức lực của các bạn đã phải được thúc đẩy, được chuẩn bị ngay được rồi. Cho nên đấy cũng là một việc rèn luyện từ trong tâm. Và khi mình định đi thì con người nó có một cơ chế rất tốt, nó sẽ đẩy sức mạnh các bạn lên đến cái điểm rất cần. Thế và các bạn sẽ khỏe lên, vì chỉ có chuyển động, chỉ có chuyển động, chỉ có đi thì con người mới gọi là khỏe. Còn không thể ngồi im một chỗ, không thể bảo rằng tôi già rồi thế này thế kia. Các bạn chỉ già khi cơ thể các bạn không đi nổi trên đôi chân các bạn thì các bạn là già. Chứ còn đã đi trên đôi chân mình được, chuyển động nhanh nhẹn được thì ta không thể gọi là ta già được. Cho nên tôi cho rằng là hãy cố gắng gìn giữ sức khỏe, và chừng nào đi được
thì lên đi. Vì tuổi chúng ta đi sẽ đem lại rất nhiều cái tốt cho cơ thể. Vừa nữa xin được cảm ơn ông Trần Lê Hùng đã tham gia cuộc trao đổi với chúng tôi ngày hôm nay. Và thay mặt cho những người làm chương trình, chúc ông luôn có sức khỏe, tinh thần tốt để chinh phục nhiều hơn những cung đường trong tương lai. Thưa quý vị, vừa qua mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh một người phụ nữ ngồi cạnh những cọc tiền được cho là có từ việc trúng 12 tờ vé số độc đắc trị giá 24 tỷ. Vậy thật sự câu chuyện này là gì? Mới đây, nhiều tài khoản mạng xã hội liên tục chia sẻ câu chuyện một người phụ nữ tên Lan ở Tây Ninh trúng số độc đắc 12 tờ với giải thưởng 24 tỷ đồng. Kèm theo là hình ảnh clip người này cầm những tờ vé trúng số ngồi cạnh những cọc tiền với nhiều mệnh giá cao chồng lên nhau. Một bài viết được lan truyền trên mạng xã hội kèm hình ảnh người chụp cùng gần trăm cọc tiền và tập vé số có nội dung không cần xác suất thống kê, cũng chẳng cần đeo mặt nạ. Chị Lan, chủ nhân may mắn của 12 tờ vé số đặc biệt Đài Vĩnh Long tại Tây Ninh trị giá 24 tỷ đồng. Bài đăng thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác, kèm theo đó là những bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với một nhân vật trong bài. Anh Hà Phước Tài, sinh năm 1983, ngụ tại Tây Ninh, chủ đại lý vé số Hùng Tú, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết, người phụ nữ trong bài viết là chị Hà Tô Phương Lan. Chị Lan là em ruột của anh Tài, cũng là chủ của đại lý vé số Hùng Tú. Tuy nhiên, anh Tài cho biết em gái anh không phải chủ nhân của 12 tờ vé số trúng giải độc đắc như thông tin lan truyền. Anh Tài chia sẻ, ngày 16 tháng 8, một đôi vợ chồng 60 tuổi ở Tây Ninh, hoàn cảnh khá giả đã mua 36 tờ vé số của Đài Vĩnh Long từ một người bán vé số do đại lý cấp. Chiều cùng ngày, họ phát hiện trúng 12 tờ đặc biệt trị giá 24 tỷ đồng và 24 tờ giải an ủi trị giá 50 triệu đồng. Sau khi trừ thuế, số tiền thực nhận lần lượt là 21,6 tỷ đồng và hơn 1,1 tỷ đồng. Đôi vợ chồng sau khi phát hiện mình trúng đã không mang đi đổi thưởng ngay mà cất vé số trong nhà. Đến ngày 17 tháng 8, họ mới liên hệ cho chị Lan để đổi thưởng và nhờ chị mang tiền mặt đến giao tận nhà. Anh Tài chia sẻ thêm, nhìn thấy khách hàng xúc động khi trúng số tiền lớn, chúng tôi cũng vui theo. Từ đầu năm đến nay, chúng tôi đã đổi thưởng giải đặc biệt cho khách 42 lần. Lan thường đăng tải hình ảnh vé số mà khách trúng thưởng lên mạng nên thường bị hiểu lầm bản thân là chủ nhân của những tờ vé số trúng thưởng ấy. Chủ đại lý vé số chia sẻ, cửa hàng của anh đã hoạt động hơn 50 năm qua, gia đình cũng nhiều lần chứng kiến cảnh khách trúng giải vé số. Anh Tài cho biết mới đây, một người bán vé số chuyên nhận vé ở đại lý của anh cũng vừa trúng một tờ độc đắc trị giá 2 tỷ đồng. Anh Tài cũng nói thêm, những người bán vé số dạo thường sẽ chừa lại một tờ để thử vận may. Thứ năm tuần trước, có một người bán vé số hoàn cảnh vô cùng khó khăn đã trúng thưởng. Hay tin, tôi cũng thấy mừng dùm cho họ. Và chúng tôi cũng liên hệ được với chị Hà Tô Phương Lan là chủ đại lý vé số Hùng Tú, cũng là người xuất hiện trong đoạn video được lan truyền. Xin mời trường quay kết nối. Xin chào chị Lan, vừa qua trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh của chị bên cạnh nhiều cọc tiền. Họ cho rằng chị là chủ nhân của giải thưởng 24 tỷ đồng. Chị có suy nghĩ gì về thông tin này ạ? Thật ra là cái tiền đó là 21 tỷ 6 đó là tiền của chị. Chị đi chung cho một gia đình đó. Chú và cô á, là tầm 50 mấy tuổi hơn, trúng 12 vé đặc biệt. 12 vé đặc biệt là tương đương với 24 tỷ là chưa tính trừ thuế. Khi trừ thuế ra là nó còn 21 tỷ 6. Chị là một đại lý cấp 1 ở Tây Ninh, chị đổi vé cho cô chú đó. Thật ra cũng bình thường lắm, tôi thấy tại vì cái cảm giác đó là tôi đã từng chung cho rất nhiều người rồi. Cho nên là khi dân mạng lan truyền ra thì tôi thấy bình thường lắm. Không có gì hết. Mình cũng không cần giải thích, mình cũng không cần gì hết. Tại vì cũng có một số người biết mình là đại lý, cho nên mình không cần giải thích. Đúng sự thật nha. Đúng sự thật là cô chú đó trúng tới 36 vé, lần không phải là 12 vé. 36 vé thì trong đó cô chú có 24 vé an ủi. 24 vé an ủi đó là mình chung cô chú vào ngày 16 tháng 8 là buổi tối luôn. Mình chung với 1 tỷ 104 triệu. Còn 12 vé đặc biệt, cô chú không dám giữ tiền vào buổi tối. Cho nên là cô chú hẹn mình lại là sáng 17 tháng 8 chung tiền. Sau đó là sáng 17 tháng 8 mình mới đem đúng 21 tỷ 6 xuống chung cho cô chú. Những cái hình ảnh và những cái video clip là do chính chủ trang Facebook của Lan là Hà Tô Phương Lan đăng lên. Và cho các trang mạng khác đó sử dụng hình ảnh đó đăng là và lan truyền lên không đúng sự thật. Sẵn qua đây thì thông qua
mạng và các cơ quan báo chí. Tôi cũng xin đính chính lại, đính chính giùm tôi là chủ đại lý vé số cấp 1 tại Tây Ninh, chuyên đổi số trúng cho bà con, chứ tôi không có trúng 12 vé đặc biệt đó. Thì cái số tiền mà tôi cầm trên và tôi đếm trên, đó là tôi chung cho cô chú người trúng. Không phải là tiền tôi trúng số, mà tôi đã chung cho cái người trúng số. Cảm xúc của chị như thế nào khi biết tin khách hàng của mình trúng giải độc đắc ạ? Thật ra là ai cũng có mơ ước, ai cũng có quyền được là giống như là mong muốn là có một cái số tiền trời cho. Thì mình cũng hy vọng bà con mình á, là vé số truyền thống, là vé số ngành vé số của nhà nước. Cho nên bà con cứ mua thì cũng có ngày là sẽ được xướng tên theo thôi. Đó, cho nên là bà con xin vé cũng hợp lý. Tại vì giống như là người ta cũng mong một ngày người ta trúng số, rồi người ta mong một ngày gặp được chủ đại lý như tôi. Thật ra là luôn luôn mỗi buổi chiều sau 4 giờ 30 phút tôi luôn cầu cho bà con người dân. Những người mà càng khó khăn họ trúng số, càng mong như vậy. Khi mà nghe cô chú trúng á, thì mình cũng vui mừng cho cô chú, và mình cũng chuẩn bị một cái số tiền sẵn, rồi mình điện cho cô chú, mình tư vấn và giải thích cho cô chú hiểu về cái quy luật của thuế nhà nước mình, rồi cái số tiền đổi lại là còn bao nhiêu. Rồi khi mà sau khi mà cô chú nghe xong thì cô chú tự tin vào mình, tại vì ít nhiều gì cũng biết tiếng của mình. Rồi cô chú điện mình xuống để đổi.